Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay lại có món đồ chơi mới xin giới thiệu đến anh em. Đó là cái máy hát đĩa, cái vali hát đĩa than cổ. Đến thì thương hiệu Nastonan, model là SF321. Máy mini, vali xách tay nha anh em. Màu đỏ rất đẹp. Này, dở lên. Máy rất đẹp nha. Còn cả cục chặn đĩa size 33 dòng ở 45 dòng đó, như thế này chạy hai tốc độ đĩa 33 và 45, đĩa lớn và đĩa nhỏ nha. Đây cho em bỏ đĩa vô đẹp đây. Máy dùng nguồn AC 100V nha anh em. Đây, khoảng đây. Chuyển qua chế độ 33 đây, 33. Ba ba chưa mong vậy chưa 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 chỗ đúng đây quay nhạc lên. Đây là cánh nhỏ nhỏ xinh xinh dùng nghe trưng bày về con siêu tầm rất đẹp nha anh em. Mẹ ra tự tay gói gửi phòng cho nhỏ như cũng ok lắm đó. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan, nay em gửi ra tới chiến trường là vui lên mà mang chút tình hậu phương thương mê. Người đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học em không có đĩa 45 dòng thử đĩa 33. Em có còn nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không, thương quá là thương kỳ. Đó, gà cần, gà cần thì đĩa tự động dừng. À, đây có cái chỗ này là gài cần power up máy đây đó. Có cái nắp đậy đây nha nè, đậy vô gài lại chỗ gài đây. Em quay đít máy đây nằm mấy xích mắt in da băng, model là SF 321 100V 100W. Máy màu đỏ rất đẹp. Đây, đây cũng đẹp. Logo Asana. Đặt xuống. Nhấn nút này là mở lên. Đẩy vào đây. Chọn chế độ 33. Vô đĩa. Thì máy xe mini vali xách tay cái này nên dùng đời con rất là đẹp, vừa nghe thì cũng ok, cho trưng bày về chính sưu tầm. Anh em có nhu cầu cần thêm thông tin gì thì xin liên hệ trực tiếp với em nha, số điện thoại trên tiêu đề 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu, xếp hàng toàn quốc nha anh em. Đó. Logo sáng lắm. Một sản phẩm mang tính chất siêu tầm.
cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip của em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo với những sản phẩm mới phục vụ anh em.